nay thì trong clip này mình sẽ nói giới thiệu tới anh chị một cái căn shop house rất là đẹp. Đấy là căn Ven 65. Ven 65 là một căn shop house ngay tại cái khu vực Cầu Hôn. Đây là cái mặt tiền chính của căn shop. Chúng ta có mặt tiền chính của căn Ven 65 là cái theme nó màu vàng cam ở dưới tầng 1. Và từ tầng 2 cho đến tầng 4 thì sẽ là cái theme màu xám, màu vàng xám. Đây là một căn shop house thường với chiều cao là 4 tầng cộng với một hầm ở phía dưới. Thì cái mặt tiền này sẽ là cái mặt tiền chính, còn cái mặt hướng biển kia thì sẽ view trực diện ra biển. Đây là mặt tiền chính của căn nhà, sẽ có chiều cao 4 tầng cộng với một tầng hầm ở phía dưới, căn Ven 65. Và ngay bên hông này là cái khu vực sẽ đi xuống cây Cầu Hôn, và khu vực mà sở hữu cái quảng trường rất là lớn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào qua căn Ven 65 này để xem cái không gian từ cái view từ cái phòng tầng 1. Trước cửa của căn Ven 65 này chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy tháp chuông. Ưu điểm của Ven 65 thì nó có một cái cửa rất là lớn, cửa hai cánh. Đây là không gian cái tầng 1 của căn nhà. Phía dưới chúng ta có thêm một tầng hầm ở phía dưới nữa. Đây là góc view từ tầng 1 và nó nằm ngay ở cái đầu cầu hôn, đầu cái chân cây Cầu Hôn như các bạn đang nhìn thấy. Phía dưới này ở phía kia thì phía ngoài họ sẽ xây một cái nhà hàng tràng. Và ngay đầu Cầu Hôn. Đây là góc view từ trong căn nhà, nó không bị chắn bởi cái dãy nhà hàng phía trước. Đây là ô cửa ở giữa. Đây là view từ ô cửa bên hông ở dưới tầng 1, nó rất là đẹp. Và ở đây thì sẽ là nơi đón hoàng hôn trên biển cực kỳ xuất sắc. Đây là không gian view từ tầng 1 của căn nhà. Chúng ta có thể view ra được cáp treo, view toàn bộ bờ biển và đón hoàng hôn trên biển. Và đặc biệt thì căn Ven 65 này nó nằm ở ngay cái vị trí là điểm đầu tiên của cây Cầu Hôn. Đó, điểm đầu tiên đây. View cực kỳ xuất sắc của căn Ven 65. Chúng ta đang đứng ở dưới tầng 1, chúng ta mới chỉ ở dưới tầng 1 thôi và rất là thoáng và mát. Bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá cái mặt chính của căn nhà, tức là cái mặt sẽ view ra biển. Còn đây mình đang ở không gian ở trong tầng 1, cực kỳ xuất sắc. Cái diện tích sàn của căn Ven 65 này, xây sàn bên trong này sẽ là 96m2, như các bạn nhìn thấy nó đang rất là rộng và có chiều cao là 4 tầng nổi cộng với một tầng hầm. Thì cái mặt tiền chính của căn nhà thì sẽ có một cái cửa lớn, đấy là cái ưu điểm của căn Ven 65. Và bên hông nó sẽ có thêm một cái cửa phụ và một cái ô cửa kính kìa. Và đây là cái mặt tiền chính của căn nhà. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra phía mặt sau của căn nhà, cái mặt hướng biển. Đây là cái đường đi dạo bộ xuống từ cái trục Amalfi đi xuống dưới đây để đi xuống biển. Và căn Ven 65 là một căn shop house mặt biển. Như phía dưới này mình đã nói thì nó là cái điểm đầu tiên mà để đi ra cây Cầu Hôn. Và trong năm 2021 này thì Sun Group sẽ khởi công làm cây Cầu Hôn cũng như là cái khu quảng trường để làm sâu công nghệ 3D Vortex.
Đây là cây cầu Hôn và con đường để ra cây cầu Hôn. Phía trong này chúng ta có một căn shop house rất đẹp. Đấy là căn ven 65. Chúng ta đang đứng ở phía dưới này thì nó sẽ là tầng hầm. Căn ven 65 có cái hoàn thiện mặt ngoài rất là đẹp với cái kiến trúc thi minh giả cổ. Đây là dưới tầng 1 và cái mặt hướng biển. Bên cạnh này chúng ta có 67. Thì căn này là căn 65. Với tầng 1 tầng hầm chúng ta có một cửa chính và hai ô cửa phụ. Tầng 2 chúng ta có 3 ô cửa. Tầng 3, tầng 4, tầng 5, 5 tầng, trong đó có 4 tầng nổi và 1 tầng hầm. Rất là đẹp. Và cái hoàn thiện mặt ngoài ở đây thì theo cái phong cách thi minh giả cổ, có những cái vết sơn loang lổ. View mình vừa đứng ở trong cái tầng 1 thì view đã cực kỳ xuất sắc rồi. Ngay từ cái tầng hầm là chúng ta có thể view biển. Đây là vị trí dưới tầng hầm. Bên cạnh này chủ đầu tư họ làm cái bồn để trồng hoa. Đây, ngay từ tầng hầm chúng ta hoàn toàn view biển. Khi mà anh chị set up làm cái tầng 1 tầng hầm này, chúng ta làm khách sạn chẳng hạn thì chúng ta cũng có thể làm phòng ngủ được. Hoặc là spa các thứ thì rất là đẹp. Tại vì nó không bị chắn bởi cái nhà hàng gành đá ở phía trước. Đây là dưới tầng 1 của căn ven 65. Và cái phần diện tích xây tầng hầm của căn ven 65 này thì nó cũng sẽ tương tự như căn ven 67. Diện tích xây tầng hầm nó sẽ là xây 96m bằng diện tích xây tầng hầm tầng nổi của một căn bình thường. Diện tích sàn sẽ là xây 96m. Và đây là một trong những căn shop house đẹp nhất của bảng hàng shop house Địa Trung Hải, dãy ven lẻ cung đường Venice. Và anh chị quan tâm thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Vinh qua số hotline trên màn hình để nhận được những thông tin chính sách bán hàng mới nhất từ chủ đầu tư Sun Group. Và đây là cơ hội để anh chị đầu tư một trong những cái căn shop house đẹp nhất của dãy shop house mặt biển Địa Trung Hải, một căn shop house với chiều cao lên đến 5 tầng, trong đó 4 tầng nổi cộng 1 tầng hầm, thi minh mặt ngoài rất là đẹp, cộng với cái vị trí ngay cái điểm đầu tiên của cây cầu Hôn thì là cơ hội anh chị đầu tư để kinh doanh thành công ngay tại Nam Đảo Ngọc Phú Quốc. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip và hẹn gặp lại anh chị ở trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.